Hiểu được nhu cầu của người dùng về laptop văn phòng, nhà MSI đã cho ra mắt một sản phẩm vừa gọi là hoàn hảo về thiết kế cũng như là hiệu năng, đó là MSI Modern 15. Chúng ta sẽ thấy được thiết kế hoàn toàn là đẹp mắt với thiết kế sang trọng này, tinh tế và đặc biệt là mang lại sự trẻ trung và năng động. Và cùng với đó là kích thước cũng như là trọng lượng cực kỳ nhỏ gọn, chỉ 1,7kg. Và chiếc laptop này sở hữu một chiếc màn cực kỳ rộng lớn lên tới 15,6 inch, CPU Core i5-1235U. Các màn hình thì chúng ta sẽ được trang bị VGA onboard Intel Iris Xe Graphics, bộ nhớ RAM lên tới 8GB onboard DDR4 bus 3200MHz và ổ cứng 512GB. Với hiệu năng mạnh mẽ cùng với đó là sử dụng được nhiều tác vụ cùng một lúc, cho nên nó sẽ hỗ trợ tối đa trong việc tiết kiệm thời gian và thực hiện những công việc quan trọng. Và nhà MSI hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn một chiếc laptop cực kỳ xịn sò như thế này đây. Còn các bạn nếu thấy thích video này, đừng quên like, subscribe cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ Hacom nhé.